Hình ảnh tấn beo gầy rộc, run rẩy xúc cơm từ thiện ăn ở cơ sở chữa bệnh gây xót xa, tuổi U55 sống ra sao. Tấn beo hiện đang điều trị tại một cơ sở chuyên châm cứu tai biến, thoát vị đĩa đệm. Hình ảnh tấn beo gầy rộc vì bệnh tật, tay run rẩy khi xúc cơm gây xót xa. Mới đây, hình ảnh tấn beo gầy rộc, run rẩy ngồi xúc cơm trong một cơ sở chữa bệnh được chia sẻ trên mạng xã hội, khiến cư dân mạng không khỏi xôn xao cụ thể một chủ tài khoản facebook có tên nmt đã chia sẻ đoạn clip nam danh hài đang ngồi ăn tại một cơ sở điều trị bệnh chuyên châm cứu tai biến thoát vị đĩa đệm tấn beo ăn vận đơn giản ngồi ăn cơm một cách bình dị khi người quay clip hỏi anh đáp lại nhỏ nhẹ chậm chạp theo cư dân mạng anh có dấu hiệu của người bị tai biến nhẹ qua câu chuyện trong clip có thể thấy tấn beo đang châm cứu và phục vụ cơm miễn phí tại đây khi được hỏi châm cứu khỏe không ăn uống từ thiện khỏe không nam nghệ sĩ đáp khỏe theo Tiền Phong, nhiều nghệ sĩ bất ngờ trước thông tin Tấn Bèo bị bệnh. Trên mạng xã hội, các tài khoản Facebook, kênh TikTok của anh cũng không cập nhật hoạt động mới từ cuối năm 2023. Dưới phần bình luận, nhiều người hâm mộ để lại lời hỏi thăm sức khỏe và chúc Tấn Bèo sớm hồi phục, tội nghiệp Tấn Bèo quá. Chú Tấn Bèo là cả một tuổi thơ của con, mong chú khỏe mạnh, chúc anh nhanh hồi phục sức khỏe. Cuộc sống kín tiếng, nhắc đến những diễn viên hài nổi tiếng sân khấu phía Nam không thể không nhắc đến Tấn Bèo. Anh là cây hài được khán giả yêu thương nhờ tính cách gần gũi, phong cách diễn bình dị nhưng ngập tràn tiếng cười. Khởi đầu sự nghiệp với sân khấu cải lương và tuồng cổ từ năm 11 tuổi, nhưng Tấn Beo lại sớm bộc lộ năng khiếu diễn hài. Nam nghệ sĩ có nhiều vai diễn ấn tượng với khán giả trong các vở như Vì sao lên chùa, Tình lương sơn bá, Rồng vàng, Mơ làm ca sĩ, Nằm nổ về làng. Ngoài ra, tên tuổi anh còn gắn liền với hình ảnh lên chùa bán nhang trên sân khấu Ga la cười. Dù nổi tiếng nhưng Tấn Beo sống rất kín đáo tiếng, ít chia sẻ với giới truyền thông vợ chồng anh có ba người con. Trong đó, Tấn Lộc nối nghiệp cha theo nghề diễn, từng cùng cha góp mặt trong dự án phim game thủ học đường. Cách đây khoảng hơn một năm, khi chia sẻ về cuộc sống của mình, Tấn Beo cho biết anh có cơm ăn ba bữa, quần áo đủ mặc. Dù không đóng phim hay tham gia các show lớn nhưng vẫn nhận lời mời lưu diễn ở các tỉnh miền Tây, miền Trung mỗi tháng. Sau thời hoàng kim của sân khấu hải, tần suất đi sâu của anh giảm hơn một nửa. Vì là là trụ cột gia đình nên nam nghệ sĩ chất chiều để lo cho vợ con. Tấn Beo chia sẻ thêm, anh không sợ bản thân bị nói hết thời. Công việc của tôi có thăng trầm. Khi thấy bản thân chững lại hay không có vai hay để đóng, tôi dành thời gian viết kịch bản, thực hiện video lên YouTube tương tác với người xem. Anh tâm sự. Tháng 3 năm 2023, Tấn Beo từng bị ngã cầu thang, rơi tự do hơn 10 bậc thang, bất tỉnh. Nguyên nhân là thợ sửa nước bất cẩn làm dính nước ở bậc thang khiến nam nghệ sĩ trượt chân. Cú ngã gây chấn thương phần mềm, khiến Tấn Beo bị đau nhức phần lưng và hông, ngồi và nằm khó khăn. Thời điểm đó, nam nghệ sĩ cho biết không vào viện kiểm tra vì thấy chưa cần thiết, có thể đây cũng là một phần nguyên nhân khiến sức khỏe của anh giảm sút, phải đi châm cứu điều trị. Tấn Beo tiết lộ cuộc sống hôn nhân với bà xã kín tiếng. Trong chương trình lời tự sự, Tấn Beo thoải mái tiết lộ về nghệ danh của mình khi hoạt động nghệ thuật, cũng như bao gia đình khác, bố mẹ ông quyết định đặt một tên gọi ở nhà với mong muốn con khỏe mạnh. Lúc bé sức khỏe tôi không được tốt, mọi người bảo bố mẹ tôi để một cái tên khác, lựa chọn tên nào mạnh như hổ báo rồng, sư tử. Cái đó gọi là tâm linh, cho nên gia đình đặt tôi tên Tấn Beo và bị chết cái tên đó luôn. Khi được khán giả biết đến thì mình đâu thể đổi được nữa, ông cho hay. Nam nghệ sĩ nói thêm bản thân có niềm đam mê nghệ thuật từ bé và ảnh hưởng điều này từ phía gia đình. Một trong những vở diễn của Tấn Beo gây được ấn tượng với khán giả là lên chùa bán nhang. Nam khách mời tiết lộ thời điểm ra Bắc để nhận giải, vẫn với tiểu phẩm này, khán giả gọi thành bán hương khiến ông thắc mắc. Tôi mới nói Ủa bán hương là bán gì ta? Lát sau tôi ngồi nhớ lại thì mới biết. Do vội quá nên tôi suy nghĩ không kịp, nhưng đó là một kỷ niệm rất vui, nam diễn viên nhớ lại. Trong suốt quá trình làm nghệ thuật, Tấn Beo không ngần ngại học hỏi để hoàn thiện bản thân hơn. Ông cho biết đã lượm nhặt những điều hay từ các bậc tiền bối trong nghề như Tùng Lâm, Ngọc Giàu, Hồng Nga, Bảo Quốc, Bảo Trung, hay cả những đàn em như Trường Giang, Trấn Thành, để làm nên cách diễn của mình. Mỗi em có một cái hay khác nhau nên tôi học theo ví dụ trấn thành có cái này hay tôi lấy một chút thôi hay trường giang cũng vậy tôi tạo ra một túi hành trang cho mình để dùng từ từ tôi phải kết hợp giữa xưa và nay để hợp tình hợp lý để khán giả chấp nhận mình ông chia sẻ tấn beo tâm sự bản tính của mình không thích bon chen nên về chuyện đời tư nam nghệ sĩ hạn chế chia sẻ với khán giả diễn viên lên chùa bán nhang hiếm khi để vợ con xuất hiện trên sóng truyền hình tôi cũng ngại lắm tôi có thể nói được còn gia đình lại không có chất nghệ sĩ như tôi lên sóng truyền hình ngồi im thì cũng kỳ, nhưng nếu nói ra thì không được văn chương, sẽ làm người khác thất vọng. Vợ tôi không dính líu gì đến showbiz, mà chỉ làm nội trợ, hậu phương vững chắc để tôi theo nghề, ông Lý giải. Tấn Beo nói bà xã là người hâm mộ những vai diễn của ông. Nam khách mời tiết lộ ông đã chinh phục người bạn đời bằng sự hài hước của mình. Diễn viên 7X khẳng định tôi không mang kinh tế ra để khè. Tôi rất chịu khó nên trong vòng một tháng là cưa đổ bà xã, vì tôi là diễn viên mà. Trong cuộc sống hôn nhân, Tấn Beo luôn ý thức việc giữ gìn hạnh phúc gia đình. Bản thân ông cũng nỗ lực chăm lo cho tổ ấm nhỏ kể từ khi kết hôn. Theo lời Tấn Beo, khi có chồng là một người hoạt động nghệ thuật, vợ không tránh khỏi những lo lắng mỗi khi ông đi diễn xa nhà. Song nam nghệ sĩ khẳng định khi trải qua khoảng thời gian dài gắn bó, cả hai thấu hiểu nhau hơn. Lúc đầu vợ không ghen, không tức vì mới, còn hạnh phúc. Chừng một vài năm, tình cảm sâu đậm hơn. Đến khi có con rồi thì vợ cũng lo lắng tôi bỏ con, bỏ vợ theo người khác cô ấy cũng phải có máu phụ nữ mà, ông nói. Về phần mình, Tấn Beo khẳng định nếu bản thân có máu hào hoa thì mọi chuyện đã xuất hiện trên mặt báo chứ không im ắng như bây giờ. Chia sẻ về cuộc sống hôn nhân, Tấn Beo cho biết vợ dành cho ông sự quan tâm khi theo đuổi con đường nghệ thuật. Vì vậy, nam nghệ sĩ luôn ý thức được việc sống chuẩn mực bởi tôi sống để đức lại cho con, đó là ý nguyện của tôi. Tôi phải sống làm sao để khán giả thương và hiểu mình. Lúc đầu khi chưa có gia đình, tôi có thể trêu gẹo người này, người kia nhưng khi đã có vợ từ lúc kết hôn đến giờ tôi không làm điều gì để cô ấy phải phiền tôi không biết mình tốt hay xấu nhưng tôi khẳng định chỉ biết đi làm có kinh tế về đưa cho vợ nuôi con tôi cũng không để xảy ra chuyện bà bé bà nhỏ bên ngoài tin liên quan tấn beo gặp nhiều chông gai trên con đường tìm đến hạnh phúc tấn beo tâm sự anh biết yêu ở đúng thời mà con gái việt nam lấy chồng việt kiều rất nhiều việt kiều đổ xô về nước để cưới vợ cái thời mà con người ta chẳng cần tình yêu chỉ cần một tay cầm tiền một tay cầm vàng là đã có sẵn vài nàng gật đầu đồng ý tình yêu thời ấy đôi khi cũng là một thứ xa xỉ với người nghệ sĩ mối tình của nghệ sĩ tấn beo và người con gái quê nghèo quảng ngãi được nhen nhóm từ những chuyến lưu diễn của đoàn biểu diễn nghệ thuật nơi anh công tác bất kể đoàn của tấn beo ở đâu cô gái ấy cũng có mặt để xem anh diễn mối tình đẹp ấy vừa chớm nở đã sớm gặp nhiều trông gai gia đình chị dung Cô gái Quảng Ngãi vốn không muốn con gái mình vướng phải những cuộc tình nghệ sĩ nên đã ngăn cản quyết liệt. Với định kiến nghệ sĩ là hạng xứng ca vô loài, thậm chí họ còn quan niệm. Thà gà con gái cho người đạp xích lô còn yên tâm hơn gả cho một người nghệ sĩ đã khiến cha mẹ Dung rất ác cảm với chàng tấn beo. Anh đã tỏ tình với chị đầy lãng mạn trong một buổi hoàng hôn khi anh vừa đôi mươi. Đôi lúc, anh cũng cục mịch theo kiểu anh chỉ có duy nhất tấm lòng này, nếu em thương anh thì đồng ý. Còn nếu em cần giàu sang phú quý thì anh đành chịu thua. Sau đó, anh chàng tấn beo rước nàng về dinh cũng chỉ bằng một câu nói chân chất quê mùa, anh sẽ bảo bọc cuộc đời em. Anh ăn gì thì em sẽ ăn đó. Nhưng đối với gia đình nàng, do thuyết phục mãi mà không được nên tấn beo đành phải mượn chiêu xé hàng rào mà đi. Sau 3 năm yêu nhau, chị đã quyết định bỏ cả gia đình để theo anh lưu diễn triền miên khi chưa có một danh phận chính thức. Đến khi có đứa con đầu lòng, anh chị mới dắt nhau về cáo lỗi với ông bà ngoại. Họ thấy đứa cháu trai khôi ngô, bụ bẫm nên cũng nguôi ngoai cơn giận mà bằng lòng cho hai đứa kết hôn. Tấn Beo cho hay từ ngày chính thức là vợ chồng, hai người chung sống rất hạnh phúc. Vợ Tấn Beo luôn giúp anh chu toàn mọi việc trong gia đình để anh chuyên tâm làm nghệ thuật. Sau đó lần lượt các cậu con trai ra đời. Đã hơn 20 năm chung sống, đôi khi anh ngẫm nghĩ không biết sức mạnh nào đã giúp vợ chồng anh đi được cùng nhau một khoảng thời gian dài như thế. Tuy là một nghệ sĩ danh tiếng nhưng anh chưa bao giờ lăng nhăng đến độ khiến cho vợ mình buồn nghệ sĩ tấn beo bộc bạch tôi không muốn phũ phàng ai bỏ ai nên tôi chọn cách trung thủy để giữ hạnh phúc mà mình đang có chẳng có gì cao quý hơn hai tiếng gia đình